Xin chào các bạn Các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì các bạn đã có mặt ở trong phần livestream Ở trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị hay chưa Nhưng mà hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với các bạn rồi Nếu như các em đã lên xem phần livestream này rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nhé Được không nào? Xin chào các em gửi lời chào tới chị trong buổi tối ngày hôm nay nhé các bạn ơi gửi lời chào tới chị nào Xin chào các em Đợi mọi người một chút xíu nhá Xin chào các bạn Đợi mọi người một chút xíu nha Rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi tối ngày hôm nay Hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại Được không ạ? À? Đây sẽ là cái phần nội dung kiến thức mà buổi tối ngày hôm nay chị sẽ cùng ngồi chia sẻ với các bạn. Và chị hy vọng rằng là với những cái phần mà ngày hôm nay chị chia sẻ cùng với các em sẽ giúp cho các bạn có thể khái quát được những cái tác phẩm trung đại mà các bạn vừa học ở trong chương trình ngữ văn lớp 9 được không ạ? Xin chào các em, xin chào Thùy Trang, xin chào Hiệp Bích. Cho chị gửi lời chào tới các bạn nhá. Được không nào? Bắt đầu trời trở lạnh rồi đấy, các em nhớ sự ấm nhá, đừng để mình ốm Bởi vì là các bạn còn phải có sức khỏe để học hành nữa Thế nên là ra đường nhớ mang theo áo ấm nha Đây sẽ là cái lời nhắn nhủ đầu tiên của chị Yên, Thay cho lời chào buổi tối gửi tới các bạn ở trong ngày hôm nay Và nếu như mong muốn chị Hiên chia sẻ nhiều hơn về những phần kiến thức văn học để thi chỉ lên 10 Thì các bạn hãy tác bạn bè của mình và chia sẻ giúp chị phần livestream này nhá Được không nào? Ừ, xin chào các em Thế à <laughs> Đến đây từ buổi live của các anh chị 2K2 Diệu Anh Ok xin chào các em Các bạn ơi Chị đây Xin chào Thanh Hằng Xin chào em ừ, Ta bạn bè của mình vào giúp chị nhá Em lạnh quá Sao <laughs> lại lạnh Đang nghe giọng chị Hiên ấm áp thế này Mà lại lạnh là thế nào nhở Phương Linh nhở Rồi Ok chưa? Hiện tại chị đã thấy hơn 30 bạn đang xem phần livestream trong buổi tối ngày hôm nay của chị rồi. <laughs> chúc các bé xem like vui vẻ ạ à. <laughs> cảm ơn mai vương nhá ok yên tâm nha thanh thảo chắc chắn là chị sẽ hướng dẫn rồi em yên tâm về điều đó nhá được không nào ok các bạn thân mến Quay trở lại cùng với các em ở trong buổi livestream ngày hôm nay cùng với chị Hiên. Như chị đã nói, chị cũng đã ghi lên cái tiêu đề ở trong cái phần mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ với ngày hôm với nhau ngày hôm nay rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái phần chia sẻ về hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại. Và cụ thể là chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ về hình ảnh người phụ nữ từ thế kỷ 16 đến thế kỷ thứ 18 ok hôm nào các bạn ơi bây giờ hãy trả lời câu hỏi đầu tiên của chị hiên nhé trong các tác phẩm mà chúng ta học về ở trong chương trình đầu lớp 9 ấy văn học trung đại ấy thì những tác phẩm nào là những tác phẩm nhắc tới hình ảnh người phụ nữ nào các bạn cùng liệt kê với chị nào trong chương trình ngữ văn lớp 9 ấy thì có những cái tác phẩm nào là những cái tác phẩm mà mà nhắc về uh, hình ảnh người phụ nữ nào nói cho chị nghe nào có những tác phẩm nào nhờ các bạn nhờ có những tác phẩm nào có những tác phẩm nào nào À Có những tác phẩm nào đó các bạn Số 1 phải kể tới đó chính là gì nhỉ Số 1 là gì nhỉ À chính xác Chuyện người con gái nam xương Chuyện Người con gái nam xương Chính xác rồi đấy ạ Ok Số 2 là gì nhỉ các bạn nhỉ Chính xác rồi, chuyện người con gái nam xương của tác giả Nguyễn Dữ Chuẩn rồi ạ Nào, số 2 là gì? Rồi, chính xác ạ Chúng ta có Chuyện Kiều của Nguyễn Du Đúng không? Chuyện Kiều của Nguyễn Du Rồi, số 3 chúng ta có gì nhỉ các bạn nhỉ? Chuyện Kiều của Nguyễn Du này Gì nữa? Chuyện Người Con Gái Nam Sương này Gì nữa không các bạn? Còn trong tác phẩm nào nữa không ạ? Còn trong tác phẩm nào nữa không ạ? Nào các bạn, còn tác phẩm nào nữa không nhỉ? À, chị đang nói về văn học trung đại mà Thanh Thảo ơi, em lưu ý giúp chị nhé Những ngôi sao xa xôi của nhà văn Lê Minh Khuê là truyện ngắn Việt Nam hiện đại Ok ông nào? Nên là hết sức lưu ý giúp cho chị nha, được không ạ? Đừng để bị nhầm lẫn như vậy nếu như mà các bạn đã từng theo dõi chị Hiên lâu rồi Thì một trong những cái đầu tiên ấy Mà chị thường đi khái quát cho các bạn Đó chính là về phân kỳ lịch sử trong văn học Ok không nào? Nếu như mà các em cần thì một buổi gần nhất chị sẽ giúp cho các bạn phân kỳ lịch sử trong văn học. Nhưng ở đây chị đang muốn nói tới về hình ảnh người phụ nữ trong văn học Việt Nam Trung Đại từ thế kỷ thứ 16 cho đến thế kỷ thứ 18. Ok không nào? Chính xác chúng ta có Lục Vân Tiên với hình ảnh của Kiều Nguyệt Nga. Đúng không nào? Lục Vân Tiên còn gì nữa không nhở các bạn nhỉ? Hết chưa? Hết chưa các bạn? À, tạm thời thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây là ba cái tác phẩm văn học trung đại có hình ảnh người phụ nữ Việt Nam à, ở thời phong kiến ở trong này đúng không ạ? À? Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu nhá. Có thể thấy rằng là trong nền văn học Việt Nam, à, đặc biệt là trong nền văn học Việt Nam trung đại thì hình ảnh người phụ nữ bao giờ cũng mang cái vẻ đẹp cả hình hài lẫn cả gì ạ, à? nhân cách. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là à, cái thời điểm lúc bấy giờ ấy, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện một chút về cái bối cảnh xã hội lúc bấy giờ nhá. Bởi vì chị tin rằng là cái bối cảnh xã hội này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc là tại sao lại có hình ảnh những người phụ nữ xuất hiện trong những cái tác phẩm trung đại như vậy. Ok chưa nào? nhá Điều đầu tiên chị muốn đi tìm hiểu cùng với các bạn và chia sẻ với các em Đó chính là bối cảnh lịch sử Bối cảnh lịch sử Cái này rất quan trọng đây ạ Cái này rất quan trọng Ok không nào Cái này rất quan trọng Chúng ta có thể thấy rằng là thời kỳ văn học trung đại Là phân khúc đầu tiên của ba thời kỳ phát triển của văn học viết Việt Nam Đúng không ạ? Nó bắt đầu hình thành và phát triển trong khoảng 10 thế kỷ từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 19. Trong bối cảnh văn hóa, trong bối cảnh văn hóa văn học của vùng Đông Á, Đông Nam Á có quan hệ với nhiều nền văn học trong khu vực thì ở thời điểm này, các nhà văn nhà thơ cũng đã làm rất tốt vai trò của người phản ánh hiện thực cuộc sống và bên cạnh đó thì còn thể hiện các mối quan hệ của con người với tự nhiên, với quan hệ với quốc gia dân tộc với xã hội và với cả chính bản thân mình và có thể thấy rằng để có thể làm tròn được cái vai trò ấy thì các tác giả đã cố gắng đặt những cái tác phẩm của mình vào trong bối cảnh xã hội. Đối với văn học Việt Nam trung đại, đặt vào phong nền của thế kỷ thứ 10 đến hết thế kỷ thứ 19, tức là như thế này ạ. À. Từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 19 ạ, à. đây người ta gọi là thời kỳ văn học trung đại. Được không nào? Nhá. Sau đó tiếp theo, người ta gọi là văn học hiện đại. Được không ạ? À? Các bạn lưu ý giúp chị để các bạn ghi nhớ nhá. Vừa rồi đó là lý do tại sao mà có một bạn nói với chị rằng là ơ chị ơi tại sao lại không có những ngôi sao xa xôi thì nó là như vậy. Những ngôi sao xa xôi là một cái tác phẩm Việt Nam hiện đại. Ok chưa nào? Hết sức lưu ý giúp cho chị về điều này, được không ạ? À? Chúng ta thấy rằng là đây là cái thời kỳ, giữa cái khoảng thời gian này này, là một cái thời kỳ mà có rất là nhiều những cái biến động ở thế kỷ thứ 10, sự kiện Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng đã có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với lịch sử Việt Nam. Đã giúp kết thúc hàng ngàn năm đô hộ của giặc phong kiến phương Bắc và chính thức mở ra một cái thời kỳ độc lập tự chủ cho dân ta. Về mặt chính trị thì ở trong giai đoạn này chế độ phong kiến Việt Nam ra đời và phát triển mang đặc trưng của thời kỳ Tam giáo đồng nguyên đã góp phần thiết lập bộ máy quản lý nhà nước có chính sách và có quy củ thế nhưng mà tuy nhiên sau chiến thắng oanh oanh liệt liệt của vị tướng tài nhà ngô dân ta không chỉ dốc sức trong việc xây dựng đất nước mà lại phải tiếp tục hành trình rất dài trên sự nghiệp phá tống này bình nguyên này đuổi minh này với rất là nhiều những cái gian khổ về sau được không ạ? À? Và sang đến thế kỷ thứ 15, đến hết thế kỷ thứ 17, thì nhà nước phong kiến Triều Lê ra đời và tồn tại rất thịnh trị trong lịch sử nước nhà thời bấy giờ. Nhà Lê lấy nho giáo làm tôn chỉ để xây dựng chế độ phong kiến của mình. Thế nhưng mà đến thế kỷ 18 thì có cái dấu hiệu khủng hoảng và sụp đổ không lâu sau đó. Từ thế kỷ 17, sau hai sự kiện, sau cái sự kiện hai tập đoàn phong kiến đàng trong và đàng ngoài, và quân xâm lược Siêm Thanh bị đánh bại bởi nghĩa quân Tây Sơn thì nhà Tây Sơn đã lên nắm chính quyền nhưng mà sau đó lại bị lật đổ bởi nhà Nguyên và những tưởng rằng là dân ta đã có được cái sự bình yên sau đó thế nhưng mà cuối giai đoạn thế kỷ thứ 17 vua Nguyễn lại ăn chơi xa xỉ khiến cho đời sống nhân dân vô cùng khổ cực và lầm than Giai đoạn nửa cuối thế kỷ thứ 10, thế kỷ thứ 19 đã cho thấy cái sự suy tàn rõ rệt của chế độ phong kiến nhưng lại chưa sụp đổ hoàn toàn và sau đó thì Việt Nam đã bị thực dân Pháp xâm lược. Người dân đã phải sống trong cái cảnh có sự tồn tại của chế độ nửa phong kiến và nửa thực dân. Vậy thì có thể thấy rằng là các bạn nhìn trong dọc cả chiều dài cái bối cảnh lịch sử mà chị vừa trình bày với các bạn, văn học Việt Nam ở trong giai đoạn ở trong bất cứ giai đoạn nào cũng phải có cái sự thay đổi để cho chúng ta nhìn thấy được cái bức tranh đời sống con người việt nam ở trong cái thời điểm lúc bấy giờ được không ạ à? chúng ta có thể thừa nhận rằng đó là một cái cuộc sống hiện hữu và kiên cường bất khuất của nhân dân ta với cái tinh thần yêu nước mạnh mẽ nhưng cũng đầy dẫy những cái bất hạnh đau thương và mất mát đối với con người và đặc biệt là các bạn ơi, đối với hình ảnh của người phụ nữ, họ không chỉ phải đối diện với hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, mà còn bị áp bức bởi những thế lực bạo tàn trong xã hội. Mặc dù vậy, thì người phụ nữ Việt Nam ở trong văn học trung đại vẫn cho thấy những cái nét đẹp cao quý của bản thân mình. Điều này được thể hiện rất rõ qua những ngòi bút của các tác giả mà chúng ta có thể kể tới như là Nguyễn Dữ với chuyện người con gái nam xương. Đúng không ạ? À như là Đặng Trần Côn. Đúng không ạ? Với Trinh phụ ngâm khúc đây ạ. À? Các bạn có nhớ không ạ? Rồi, chúng ta có Nguyễn Du với Truyện Kiều và đặc biệt là trong những cái tác phẩm của Hồ Xuân Hương nữa. Đấy thì đó là những cái tác giả tiêu biểu nói về hình ảnh người phụ nữ ở trong văn học trung đại được thể hiện qua những cái tác phẩm của những tác giả đó. Ok không nào? Các bạn ơi, chúng ta có thể thấy nhá, là trong cái bối cảnh lịch sử như vậy thì rõ ràng là hình ảnh người phụ nữ, họ bị áp bức bởi rất là nhiều thứ đúng không ạ bị chi phối bởi xã hội thế nhưng mà ở họ thì vẫn toát lên những cái vẻ đẹp toát lên những vẻ đẹp được không nào không chỉ là vẻ đẹp về hình thức bên ngoài mà còn là vẻ đẹp ở bên trong tâm hồn nữa được không ạ nếu như mà các bạn biết tới một nữ nhà thơ ở trong nền văn học việt nam trung đại cực kỳ nổi tiếng đó là hồ xuân hương thì đã từng viết những vần thơ như thế này. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bày nổi ba chìm với nước non, rắn lát, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn mà em vẫn giữ tấm lòng son. Hay là trong những vần thơ, hỏi bao nhiêu cô tuổi hỡi cô mình, chị cũng sinh mà em cũng sinh, đôi lứa như in tờ giấy trắng, nghìn năm còn mãi cái xuân xanh được không ạ à? hình ảnh người phụ nữ đã trở đi trở lại rất nhiều lần ở trong những vần thơ của hồ xuân hương đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng là à, không chỉ là riêng gì hồ xuân hương đâu ạ, à, mà ba cái tác phẩm chị vừa trích ra ở đây cho các bạn bao gồm chuyện người con gái nam xương của tác giả nguyễn dữ, chuyện kiều của tác giả nguyễn du và lục vân tiên của tác giả nguyễn đình Triều đã cho chúng ta thấy được phần nào hình ảnh về những người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa và hình ảnh những người phụ nữ mang vẻ đẹp về ngoại hình tài năng nhân cách trong văn học việt nam trung đại. Ok ông ạ. À? Thì đó, đó là cái phần kiến thức hôm nay chị tìm hiểu cùng với các bạn. Vừa rồi thì chị đã trình bày cho các bạn qua về phần bối cảnh. Các bạn có ok về phần này không ạ? À? Các bạn có ok với chị về phần này không? Vừa rồi thì chị đã nói qua với các bạn về về bối cảnh rồi ấy. Thì các bạn thấy có ok không ạ? À? Được không nào? Các bạn ơi, các bạn có có ok không ạ? À? Nào cho chị biết nhá. Chị sẽ đọc một vài comment của các bạn. Không có bạn lại bảo chị là chị ơi chị giảng gì mà chị chẳng nói chuyện với bọn em gì cả. Nhưng mà nói chung là kiểu của chị là vậy rồi các bạn ạ. Nên là các em hết sức thông cảm cho chị nhá. Trong lúc mà chị dạy ấy thì chị kiểu hay tập trung quá ấy. Thế là những cái comment của các bạn chị thường là sẽ khá là ít khi đọc được nhưng mà yên tâm chị vẫn đọc hết và những cái vấn đề quan trọng ấy thì các bạn hỏi chị ấy thì chắc chắn là chị sẽ trả lời yên tâm là như vậy ok chưa nào rồi thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về uh, gì đây ạ à? hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại các bạn nhé được không à chị nói lại từ đầu được không ạ à? quỳnh anh ơi một lát nữa em sẽ xem lại phần livestream giúp chị nhá, được không nào rồi chúng ta sẽ đến với hình tượng người phụ nữ trong văn học việt nam trung đại trong văn học việt nam trung đại hình tượng người phụ nữ mang trong mình những cái đặc điểm như sau hình tượng người phụ nữ trong văn học việt nam trung đại hình tượng người phụ nữ trong văn học việt nam trung đại à chúng ta thấy rằng là cái đặc điểm đầu tiên ấy mà chúng ta có thể thấy đó chính là gì ạ à họ chính là hiện thân của cái đẹp được không nào đây là cái ý đầu tiên mà chị muốn các bạn ghi nhớ họ chính là hiện thân họ chính là hiện thân của cái đẹp được không nào họ chính là hiện thân của cái đẹp chúng ta thấy rằng là nhân vật người phụ nữ trong văn học trung đại thường là đẹp cả gì ạ cả hình thức lẫn tính cách đúng không nào à đó chính là sự giao hòa sự giao hòa giữa vẻ đẹp tính cách giữa vẻ đẹp tính cách và tâm hồn được không ạ Họ chính là cái sự giao hòa giữa vẻ đẹp, tính cách và tâm hồn. Được không nào? Và chúng ta thấy rằng là có thể thấy họ đều xuất hiện là những giai nhân tuyệt sắc. Chị lấy ví dụ đi, trong truyện Kiều. À, trong truyện Kiều thì chúng ta thấy quá là rõ luôn rồi, phải không ạ? trong truyện kiều của nguyễn du đại thi hào nguyễn du vân xem trang trọng khác vời khuôn trang đầy đặn nét ngài nở nang hoa cười ngọc thốt đoan trang mây thua nước tóc tuyết nhường màu da kiều càng sắc sảo mặn mà so bề tài sắc lại là phần hơn làn thu thủy nét xuân sơn hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh chúng ta thấy rằng là những cái dòng thơ mở đầu của nguyễn du viết về hai nhân vật thúy vân và thúy kiều Thực sự là đã trình diện trước mắt người đọc một tuyệt phẩm của vẻ đẹp Đúng không ạ? Vân đã giảng người rồi thì Kiều lại càng thêm bừng sáng hơn Đến cái mức mà phải gì ạ? Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh Thấy không ạ? Các bạn có thấy không ạ? Đó là trong những cái vần thơ của Nguyễn Du nhá Được không nào? Hay là chúng ta cũng thấy được vẻ đẹp của gì ạ? À, vẻ đẹp của người cung nữ trong cung oán ngâm khúc Được không ạ? đẹp đến mức gọi là chúng ta có thể thấy rằng là siêu phàm đúng không ạ rồi thì hình ảnh của gì ạ hình ảnh của người phụ nữ trong những cái vần thơ của hồ xuân hương cũng mang một cái vẻ đẹp vĩnh hằng như vậy được không nào à chị cái đoạn thơ chị vừa đọc cho các bạn đấy chị vừa đọc cho các bạn một cái đoạn thơ của hồ xuân hương đấy hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình chị cũng sinh mà em cũng sinh đôi lứa như in tờ giấy trắng nghìn năm còn mãi cái xuân xanh được không ạ? Chúng ta thấy rằng là rõ ràng là hình ảnh của hình ảnh của những người phụ nữ hay là kể cả vũ nương thì cũng là một người mà rất là xinh đẹp trong cái tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, đúng chưa nào? Thì đó, đó là cái đầu tiên mà chị muốn lưu ý với các bạn. Thế nhưng mà phải thừa nhận rằng là gì ạ? Bên cạnh cái vẻ đẹp về hình thức. À chị xin lỗi nhá, đây là hình thức ạ, à, không phải là tính cách. Được chơi nào bên cạnh cái vẻ đẹp về hình thức thì họ còn nổi bật với vẻ đẹp về tâm hồn đúng không ạ nhân vật nữ trong văn học trung đại còn thể hiện cái vẻ đẹp về nhân cách lẫn tài năng của mình đây mới chỉ là những điều khiến nét vẽ về bức chân dung của người phụ nữ trở nên hoàn thiện đúng không ạ chẳng hạn như là trong lời giới thiệu về vũ nương tác giả đã nói đã giới thiệu về tính cách của vũ nương trước khi nhắc đến tư dung tốt đẹp của nàng đúng không ạ hay là trong bánh trôi nước hình ảnh người phụ nữ trong văn học trung đại hiện lên với nhân cách về sự sắt son thủy chung trước sau như một được thể hiện bằng câu thơ mà em vẫn giữ tấm lòng son hay là nếu như nói về nét đẹp của người phụ nữ này mà đi liền với tài năng của họ thì chắc chắn thúy kiều là một cái nhân vật mà kiểu gì thì kiểu chúng ta cũng sẽ phải đề cập tới đúng không ạ thông minh vốn sẵn tính trời pha nghề thi hỏa đủ mùi ca ngâm cung thương lầu bậc ngũ âm nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương được không ạ à? các bạn đồng ý với chị không nào thế thì rõ ràng là qua những cái qua những cái dẫn chứng mà chị vừa chứng minh với các bạn ấy thì chúng ta phải thừa nhận một điều rằng là gì à chúng mình phải thừa nhận với nhau một điều rằng là vẻ đẹp của người phụ nữ trong nền văn học Việt Nam trung đại là một cái vẻ đẹp gì nhỉ hài hòa giữa cả gì à giữa cả hình hài bên ngoài và phẩm Hạnh bên trong công dung ngôn Hạnh được không ạ à? đồng ý với chị không nào công dung ngôn Hạnh gắn với cầm kỳ thi họa ok chưa ạ và chúng ta thấy rằng là nàng kiều trong chuyện kiều của nguyễn du là một tiêu biểu đấy chị vừa lấy cho các bạn những cái dẫn chứng các bạn có thể nhìn ở đó đúng không nào và chúng ta cũng thấy rằng là cái đặc điểm đầu tiên họ là hiện thân của cái đẹp thế nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại cũng chính là hiện thân của những số phận bi thương đúng không ạ họ cũng là hiện thân họ cũng là hiện thân của những số phận bi thương của những số phận bi thương đúng không ạ à? và chúng ta cũng thấy rất là rõ đúng không chúng ta cũng thấy rất là rõ hình ảnh ở trong nàng kiều đúng không nào chúng ta thấy rõ cái điều đó ở trong nhân vật vũ nương đúng không ạ à? Chúng ta thấy rất rõ điều này ở trong những cái nhân vật mà chúng ta đã được học ở trong giai đoạn đầu trong chương trình ngữ văn lớp 9. Đúng không nào? Hình ảnh của người phụ nữ trong văn học trung đại hiện lên với cái bi kịch mà người ta gọi rằng là hồng nhan thì bạc phận. Hồng nhan thì bạc phận, đúng không ạ? Dù xinh đẹp, tài năng và có những cái phẩm chất quý giá như thế nào, thế nhưng mà họ cũng chính là nạn nhân của biết bao bi kịch cuộc đời, để rồi phải ngậm đắng, phải nuốt cay bởi vì cái thời điểm mà họ sống lúc bấy giờ đó là bi kịch của chế độ trọng nam khinh nữ thế nên trong hôn nhân họ phải chịu kiếp sống làm lẽ và hạnh phúc trọn vẹn đối với người mà họ dường như chỉ là gọi là để có được một cái hạnh phúc trọn vẹn dường như là một cái định nghĩa quá là mong manh được không ạ họ mặc dù là rất là hiểu Số phận đó không chỉ riêng của một người nào Mà đó là số phận gọi người ta gọi là cái số kiếp chung Của tất cả những người phụ nữ sống trong xã hội trọng nam kinh nữ lúc bấy giờ Họ không trách, được không ạ? À? Họ không trách những người phụ nữ khi chia sớt hạnh phúc của mình Khi chia sẻ cái hạnh phúc của mình Và có trách thì họ trách những cái quan niệm của lễ giáo phong kiến khắc nghiệt mà thôi Thì trong một cái bài thơ của nhà thơ Hồ Xuân Hương Đã từng viết những vần thơ như thế này kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng chém cha cái kiếp lấy chồng chung năm chừng mười họa hay trăng chớ một tháng đôi lần có cũng không cô đấm ăn xôi cô đấm ăn xôi xôi lại hỏng cầm bằng làm mướn mướn không công đó các bạn thấy không ạ chúng ta thấy rằng là hình ảnh của người phụ nữ ở trong cái thời điểm lúc bấy giờ đấy đó là những cái số kiếp những cái số phận cực kỳ là bi thương nếu như mà được chồng yêu thương thì họ lại phải chịu cái cảnh xa cách chia lìa bởi hoàn cảnh chiến tranh. Và trong trinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn đã từng viết những cái câu thơ đầy lưu luyến như thế này. Trong ngày tiễn biệt, người lên ngựa kẻ chia bào, rừng phong thu đã nhuốm màu quan san. Và chúng ta thấy rằng là với người phụ nữ, khi được sống trong sung túc hạnh phúc chỉ là những cái gì chấp phá và tạm bỡ, họ cũng không thiết tha hình ảnh người phụ nữ trong văn học trung đại còn hiện lên với hình ảnh của người cung nữ trong tác phẩm của Nguyễn Gia Thiều. Dù sống trong nhung lụa nhưng đối với họ, những ngày tháng đó là những ngày tháng vô cùng buồn bã cô đơn và lạnh lùng với sự ruồng bỏ của nhà vua. Tuổi xuân của họ cứ hết ngày này qua tháng khác bị chôn vùi trong cung cấm với tuổi hờn xót xa và cô độc. Nguyễn Gia Thiều viết những vần thơ như thế này. Một mình đứng tuổi ngồi sầu, đã than với nguyệt lại dầu với hoa, Hoa này bướm nỡ thờ ơ Để gầy, để gầy bông thắm Để sơ nhị vàng và chúng ta thấy rằng là nào thì hạnh phúc cũng phải xa chồng, nào thì trong nhung lụa cũng phải sống trong sự cô độc. Họ không thể chia sẻ nỗi lòng của mình cùng ai được. Họ chỉ còn một cái ngọn đèn leo lét bầu bạn và những cái khung cảnh xung quanh họ chỉ càng làm khiến cho những người phụ nữ trở nên cô đơn hơn mà thôi. Đèn có biết giường bằng chẳng biết, Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi Buồn giàu nói chẳng nên lời Hoa đèn kia với bóng người khá thương Các bạn biết những vần thơ này không ạ? Rất là quen thuộc trong trinh phụ ngâm của Đặng Trần Côn đúng không ạ? À và chúng ta thấy rằng là Đó hình ảnh những người phụ nữ trong văn học Việt Nam Trung Đại Và đặc biệt trong chương trình ngữ văn lớp 9 Chúng ta được gặp nàng Kiều Phải không ạ? Không thể không kể tới những cái lời tự sự về cuộc đời của Kiều Qua những trang viết của Nguyễn Du ta càng đau đớn hơn khi nàng phải sống lưu lạc. Đến tận 15 năm trời, tiếc nuối hơn đó là mối tình như hoa như mộng của nàng với Kim Trọng. Phải chịu cảnh châm gãy gương tan. Bi kịch của Kiều là bi kịch được tạo nên bởi sự dồn đuổi của các thế lực độc ác nhẫn tâm của xã hội nàng sống. Xã hội đầy áp bức bất công đã khiến cho nàng một người con gái tài sắc vẹn toàn mất đi niềm hạnh phúc mà đáng lẽ nàng Kiều phải xứng đáng có được ở trong cuộc đời của mình. Thế nhưng tất cả những gì nhận được trong 15 năm ấy Chỉ là những bất hạnh, tủi hờn, cô độc Và đã có rất nhiều lần Thúy Kiều muốn chết Phải không ạ? Để rồi xong gần ấy năm hy sinh vì gia đình Gần ấy năm tủi nhục Ngày nàng trở về Trong nàng luôn luôn có một cái sự dằn vặt đau đớn Khi nhận hết mọi lỗi lầm phụ bạc người yêu về phía mình Thiếp từ ngộ biến đến giờ Ông qua bướm lại đã thừa xấu xa Bấy chảy gió táp mưa xa, mây trăng cũng khuyết, mây hoa cũng tàn. Còn chi là cái hồng nhan, đã xong thân thế còn toan nỗi nào. Và chúng ta thấy rằng là người phụ nữ luôn luôn có một cái ý thức về phẩm giá của mình. Mặc dù trong những cái bi thương như vậy, nhưng họ luôn có ý thức. Luôn có ý thức về phẩm giá của mình. Luôn luôn có ý thức về phẩm giá của mình được không ạ? À? Luôn luôn có ý thức về phẩm giá của mình và họ luôn luôn có những cái khát vọng vươn lên. Dù bi kịch cuộc đời bị bỏ bùa vây, có những lúc mà chúng ta tưởng chừng như rằng là cuộc đời của họ không có lối thoát. Thế nhưng mà những người phụ nữ trong văn học Trung đại vẫn luôn cho thấy ở họ có một cái ý thức sâu sắc về phẩm giá của mình và khát vọng vươn lên tới cuộc sống tươi tươi sáng hơn. Khi tình diệu lúc tàn canh, giật mình mình lại thương mình xót xa. Mặc người, mặc người mưa sở mây tần, những gì nào biết có xuân là gì, đòi phen gió tựa hoa kè, nửa rèm tuyết ngậm bốn bề trăm thâu. Đăng tay muốn dứt tơ hồng, bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra. Đó là ước vọng, là mong muốn chính đáng, và thông qua những hành động, những suy nghĩ của người phụ nữ, họ đã cất lên tiếng nói phản kháng cho những thế lực tàn nhẫn đã vùi hoa dập liễu, khiến cho họ phải sống trong những ngày tháng triền miên của cô độc và đau khổ không chỉ vậy chúng ta còn thấy rằng là các nhà văn các nhà thơ còn bày tỏ cái sự trân trọng và yêu quý đúng không nào chúng ta thấy rằng là luôn luôn có một cái sự trân trọng luôn luôn có một cái sự trân trọng và yêu quý dành cho gì ạ à hình tượng người phụ nữ việt nam trong văn học trung đại đúng không nào bởi vì chúng ta thấy rằng là đó là cái vẻ vẻ đẹp của họ là cái vẻ đẹp cả về ngoại hình và cả về nhân cách. Hình tượng người phụ nữ trong văn học trung đại đã trở thành cái cảm hứng nhân văn cao đẹp. Các tác các tác giả đã ra đời, các tác phẩm đã ra đời, đã tái hiện thành công vẻ đẹp và số phận bi thương của những người phụ nữ, đồng thời qua đó thể hiện cái sự cảm thông sâu sắc và chúng ta thấy được rằng là đó chính là cái giá trị nhân đạo cao cả mà những gì ạ, à mà những nhà văn trung đại đã để lại cho nền văn học Việt Nam đúng không nào? Và chúng ta thấy rằng đó chính là cái sợi chỉ tất cả những cái gì chị đang nói ở đây là cái sợi chỉ xuyên suốt trong nền văn học Việt Nam trung đại khi nói về khi nói về ở đây đó chính là hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong văn học trung đại. Ok không ạ? Các bạn ơi, các em có hiểu không ạ? Các em có hiểu không? Có hiểu phần mà chị vừa chia sẻ không nhờ các bạn nhỉ? Ôi nhanh quá, thời gian trôi nhanh quá đã hơn 30 phút trôi qua rồi Chị vừa phát trực tiếp cùng với các bạn Mà thời gian trôi nhanh quá đi mất Trời ơi Các em ơi, với cái phần giảng vừa rồi của chị Thì không biết là các bạn gọi là Có mưa dầm thấm lâu, có gọi là thấm thêm được chút nào không Hay là lại rồi lại Từ tay này xong lọt sang tay kia mất Thì chị buồn lắm Các bạn Sao ạ Các em ơi, ok không Được không nào Hôm nay chị giảng như vậy các bạn có thấm nhuần và hiểu thêm không ạ? Vì là các cái tác phẩm thì chị Quỳnh đã đi cùng với các bạn cực kỳ là chi tiết rồi. Thế nên là ngày hôm nay ấy thì chị chỉ muốn quay trở lại cùng với các bạn để chúng mình cùng với nhau khái quát lại một chút như vậy thôi. Đấy thì không biết là là các bạn đã à, không biết là các bạn có hiểu hơn không? Không biết là các bạn có hiểu hơn không? Có hiểu hơn không ạ? Ôi thế à À gì nhở Quỳnh Anh ơi cô Hiền Nam là cô giáo cũ của chị đấy Cô Hiền Nam ngày xưa là hồi lớp 9 Chị có lên trường Vũ Kiệt Ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh Đấy là chị học cô Hiền Nam Trong suốt năm lớp 9 đó Ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh Thế à vừa học cô xong à Ừ, cũng lâu rồi chị không có thời gian về Rồi, nếu như mà được thì quỳnh anh sẽ cho chị gửi lời hỏi thăm đến cô giúp chị nhé được không à các bạn hiểu như vậy là rất tốt rồi đó các em ơi ngày hôm nay chị đã dành thời gian của mình để có thể chia sẻ với các bạn về những cái hiểu biết của chị về chị đã chia sẻ những cái hiểu biết của chị về hình tượng người phụ nữ trong văn học việt nam trung đại và chị hy vọng rằng là với cái phần chia sẻ khá là ngắn gọn nhưng cũng khá là đầy đủ của chị ngày hôm nay thì các bạn có thể hiểu thêm về những cái tác phẩm mà các bạn đã vừa học như là chuyện người con gái nam xương này à, những cái trích đoạn trong truyện kiều này được không ạ à? à, lục vân tiên này đó thì chị hy vọng là các bạn sẽ hiểu hơn và cả những cái tác phẩm mà các bạn đã học qua rồi như là bánh trôi nước hay là trinh phụ ngâm thì các bạn cũng sẽ có cái thời điểm một lần coi như là ngày hôm nay nghĩ lại xem là những cái ký ức về văn học đó liệu rằng mình có nhớ được gì hay không Ok chưa nào? Chị rất là cảm ơn các bạn vì ngày buổi tối ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị Và sớm thôi nếu như mà các em yêu thích Và các bạn mong là chị Hiên sẽ sớm quay trở lại cùng với các em ở trong bài giảng tiếp theo Thì hãy giúp chị chia sẻ phần livestream này này Được không ạ? À? Giúp chị chia sẻ phần livestream này Để chị có thêm động lực và sớm quay trở lại cùng với các bạn 2K6 nhá Được không? Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ Ấm áp và một lát nữa ngủ thật ngon để ngày mai chúng mình còn có sức khỏe để đi học nhá Được không? Bye bye, cảm ơn các em Xin chào và hẹn gặp lại